Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hành trang du học. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thông tin du học. Ủy ban Thư viện Quốc gia điều hành 39 thư viện công và một thư viện quốc gia trên khắp Singapore, cung cấp một nguồn thông tin lớn gồm sách, tạp chí, băng video, đĩa CD và các tài liệu khác, được trang bị bằng công nghệ mới nhất, các danh mục trực tuyến, các dữ liệu điện tử, các dịch vụ thư viện lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Hiệp hội Thư viện Quốc gia Singapore điều hành hoạt động của 63 thư viện chi nhánh khắp quốc gia, cung cấp nguồn thông tin rộng lớn về sách, tạp chí, băng video, đĩa CD và các tiêu đề khác. Singapore là quốc gia có một hệ thống thư viện tự động và hiện đại. Thư viện Quốc gia Singapore và Thư viện Đại học Quốc gia Singapore được xem là hai thư viện lớn và hiện đại tại Singapore, đặc biệt là về các mặt như xây dựng, tổ chức, quản lý tài liệu, quản lý độc giả một cách khoa học và hợp lý. Hầu hết các trường đại học, các trường cao đẳng, bách khoa và các vùng, các khu vực của Singapore đều có thư viện riêng trong trường, trong vùng, với những bộ sưu tập phong phú, cung cấp nguồn thông tin học thuật và chuyên môn để làm tài liệu học tập và nghiên cứu về các chuyên ngành dạy trong các trường và đáp ứng nhu cầu của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay khi đời sống ngày càng tăng cao, con người không những có nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thỏa mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch khách sạn là một trong những ngành có nhiều triển vọng phát triển tại Việt Nam. Và để nắm bắt được những xu thế và cơ hội đó, thì việc lựa chọn đi du học về ngành du lịch khách sạn là một phần tất yếu. Và Singapore đã nổi lên là một điểm đến học tập lý tưởng đối với nhiều bạn sinh viên Việt Nam. Nhưng làm sao để biết được những trường nào tại Singapore đào tạo về ngành du lịch khách sạn tốt? Tại sao Singapore nổi tiếng về ngành du lịch khách sạn? Và việc thực tập của sinh viên khi học ngành này ra sao? Cũng như là tiềm năng phát triển của ngành này tại Việt Nam như thế nào? Chính vì thế, chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, chúng tôi mời đến chị Nguyễn Thị Hồng Ly, chị Phạm Thanh Quỳnh và chị Nguyễn Thị Quế Nhi, hiện đang là chuyên viên tư vấn du học Singapore của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta về vấn đề này. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Khi nhắc đến việc du học, nhất là về ngành du lịch khách sạn, thì có rất nhiều bạn trẻ lại thích chọn Singapore. Như vậy thì đâu là cái lý do khiến cho đất nước Singapore lại nổi tiếng về ngành này như vậy, thưa chị Quỳnh? Singapore có rất là nhiều cái điểm du lịch, ví dụ như là đảo du lịch Sentosa với các khu nghỉ ngơi cao cấp. Có thể nói đây là một trung tâm mua sắm quốc tế. Tại Singapore các bạn có thể mua được rất nhiều các loại hàng hóa hoặc là quần áo trang sức từ cái giá thấp nhất đến cái gọi là cao cấp nhất. Khách hàng cũng có thể mua hàng hiệu từ khắp nơi nổi tiếng trên thế giới, hoặc là các cái khu mà hàng rất là rẻ. Ví dụ như là Chinatown hoặc là khu phố của Ấn Độ. Đi lại ở đây thì rất là thuận tiện nhờ hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và an toàn. Xe bus và taxi là thay thế hoàn toàn cho các phương tiện khác, ví dụ như là xe máy hoặc là xe đạp như ở Việt Nam. Nhìn chung thì có thể thấy rõ sự đầu tư của chính phủ Singapore nhằm thu hút khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Có thể nói du lịch đích thực là một ngành công nghiệp không khói, mang lại lợi nhuận cao cho đất nước này. Vì vậy, việc lựa chọn cho cái việc đi du học về ngành quản trị du lịch khách sạn tại đất nước phát triển về ngành này thì đó là một cái quyết định rất là đúng đắn. Vì không chỉ qua đó học được cái hay nền giáo dục xuất sắc của Singapore mà chúng ta còn nhận được cái bằng cấp quốc tế, học hỏi được những kinh nghiệm làm việc về ngành du lịch có thể phát triển nghề nghiệp cho bản thân và cũng như là có nhiều cái cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Khi nói đến việc học du lịch khách sạn thì có nhiều bạn sinh viên lại thích đi thực tập. Như vậy không biết Tân Đại Dương có thể giới thiệu một vài trường có chương trình thực tập cho các bạn học sinh sinh viên được biết ? Thì đầu tiên Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó là Học viện Quản lý Nan Giang. Thì khi các bạn là học tập tại ngành du lịch khách sạn tại Nan Giang thì các bạn sẽ nhận được các hỗ trợ từ trường như là chất lượng giảng dạy và đào tạo được cấp bằng bởi Nan Giang và các học viện danh tiếng trên thế giới là liên kết với Học viện Nan Giang. Thì chương trình mang tính thực tế và được giảng dạy bởi các giáo viên chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các cái phòng thực tập hiện đại, chương trình thực tập 6 tháng hưởng lương tại hơn 200 đối tác, khách sạn resort kể cả khách sạn lớn như là Fullerton hay là Sentosa Resort World hay là Holiday Inn.
Thì với mức lương thực tập là từ 600 cho tới là 800 đô la Singapore. Và tiếp theo Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn thứ hai đó là trường AEC College. Thì trường AEC College được thành lập vào năm 1980, tự hào là trường lâu đời tại Singapore và là trường quốc tế thuộc hệ thống giáo dục Singapore, giảng dạy theo tiêu chuẩn của Anh Quốc. Thì chương trình học tại AEC đó là khóa ngoại ngữ cho học sinh là 6 cho đến 12 tháng, cao đẳng của du lịch khách sạn là 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và ngành cao đẳng nâng cao của ngành du lịch và điều hành tour là 6 tháng là học 6 tháng thực tập hưởng lương. Cao đẳng quản lý resort là 9 tháng và 6 tháng thực tập hưởng lương. Cao đẳng nâng cao của quản lý khách sạn là cũng là 9 tháng và được 6 tháng thực tập hưởng lương. Nếu mà các bạn muốn tiếp tục lên chương trình cử nhân thì chương trình quản trị du lịch khách sạn sẽ là 12 tháng do bằng của Manchester Metropolitan University cấp bằng cho mình. Và vậy thì cái việc đi thực tập của sinh viên khi học ngành du lịch khách sạn như thế nào? Những cái ưu điểm gì khi mà các bạn sinh viên thực tập tại Singapore thưa chị Quỳnh? Đối với những người biết nhìn xa trông rộng thì việc thực tập không chỉ là một nghĩa vụ mang tính đối phó mà còn là một cơ hội tìm kiếm việc làm, và nhất là mình sẽ đánh bóng được cái CV khi mà mình đi xin việc. Có rất nhiều sinh viên có cơ hội được nhận vào làm tại nơi thực tập sau khi ra trường vì đã có những cái thể hiện được cái năng lực bản thân qua cái quá trình thực tập tại công ty hoặc là những cái khách sạn vân vân. Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm thì đi thực tập đó cũng là một cách trau dồi được những kinh nghiệm hiệu quả cho bản thân mình. Không chỉ có thế mà đến với Singapore cũng là đến với một trong những cái thị trường du lịch sôi động nhất ở khu vực châu Á. Từ đó bạn sẽ có cái cơ hội thỏa sức khám phá cái nền du lịch của cái nước đất nước này, khám phá những cái nét hiện đại của Singapore. Điểm nổi bật của Singapore đó là nền văn hóa đa quốc gia, môi trường làm việc chuyên nghiệp và một trong những đất nước sử dụng tiếng Anh phổ biến châu Á. Học ngành nào có trả lương thực tập cao, đó chính là cái ngành quản trị du lịch khách sạn. Thực tập hưởng lương và vừa học vừa làm là xu hướng du học mới giúp các bạn có cái cơ hội việc làm quốc tế để trải nghiệm cái cuộc sống trau dồi văn hóa, nâng cao tiếng Anh cũng như là tích lũy cái kinh nghiệm cho bản thân. Đối với ngành du lịch khách sạn tại Singapore, đất nước du lịch nổi tiếng với hệ thống khách sạn, khu resort, nhà hàng cao cấp, hàng năm nhận được hàng ngàn sinh viên các trường thực tập và trả lương. Mức lương hàng tháng sinh viên du học Singapore được trả là khoảng 800 tới 1.000 đô la Singapore cho một tháng. Và cơ hội phát triển ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam như thế nào, đặc biệt là đối với các bạn du học sinh học về cái ngành này thưa chị Quỳnh? Cùng với xu hướng phát triển nhóm ngành du lịch hiện nay thì nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp cho ngành du lịch khách sạn đang trở nên hot chưa hơn bao giờ hết. Không ngừng lại ở vai trò quản trị nhà hàng, khách sạn thông thường, nhóm ngành này còn mở rộng ra ở việc quản lý các resort, khu vui chơi, sân vận động hay là quản lý các cái hệ thống cung ứng thức ăn nhanh. Theo Tân Đại Dương được biết thì hiện nay có rất nhiều tập đoàn đầu tư và quản lý quốc tế quan tâm đến thị trường khách sạn du lịch nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam. Năm 2013 thì dự kiến ngành khách sạn du lịch vẫn sẽ tăng trưởng, nhu cầu nhân lực cho chuyên nghiệp và hoặc là cả lao động phổ thông vẫn rất là cao. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thì đến năm 2015 thì ngành du lịch sẽ cần tới 620.000 lao động trực tiếp với cái tổng số 2,2 triệu việc làm do ngành tạo ra, và đến năm 2020 thì con số này sẽ lên tới là 870.000 người. Vì vậy cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành này là rất lớn đối với các bạn trẻ. Tại Việt Nam chỉ cần nhìn vào cái đà tăng trưởng của ngành khách sạn hiện nay thì sẽ thấy được cái nguồn nhân lực nắm giữ vị trí quản lý nhà hàng khách sạn càng được quan tâm. Đặc biệt đối với những bạn mà đi du học thì đó là một cái lợi thế để mà cạnh tranh rất là lớn. Và như chị Quỳnh vừa nói ở trên thì Singapore là một điểm đến lý tưởng cho việc học ngành du lịch khách sạn của sinh viên. Như vậy thì trường nào ở đất nước Singapore có đào tạo cái ngành này nổi bật thưa chị Nhi? Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn biết một vài trường đào tạo chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn đạt chứng nhận EduTrade tại Singapore mà Tân Đại Dương đã làm việc và đang là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam. Thứ nhất đó là trường Kaplan Higher Education Academy và trường thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ. Nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với hơn 500 khu học xá
ở 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn Kaplan thì đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Tiếng Anh thì có 5 cấp độ và học 2 tháng trên một cấp độ với chương trình từ sơ cấp, trung cấp đến lại cao cấp. Cao đẳng ngành du lịch khách sạn thì sẽ học trong vòng 8 tháng và đại học cử nhân thì bằng đơn bằng kép về du lịch khách sạn thì do đại học MDOT Úc cấp bằng, thời gian học từ 16 đến 24 tháng, và cử nhân quản trị du lịch khách sạn quốc tế do đại học Northumbria Anh Quốc cấp bằng, học trong vòng 16 tháng. Thạc sĩ khoa học trong kinh doanh với quản lý du lịch khách sạn thì bằng cấp do Northumbria University Anh Quốc cấp bằng và học trong vòng 15 tháng. Và trường thứ hai mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó là trường Đại học James Cook, gọi tắt là GCU, là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu trên thế giới về các khóa học khác nhau, được xếp hạng tiêu chuẩn đạt đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy theo sự bình chọn của World University Guide năm 2006, là một trong 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới và là một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á. Và về chương trình học thì Anh Văn thì có 3 cấp độ, 4 tháng cho một cấp độ. Cử nhân khách sạn du lịch thì học trong vòng 2 năm và kỳ nhập học là vào tháng 3, tháng 7 và tháng 10. Thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn là học trong vòng 1 năm và kỳ nhập học cũng là tháng 3 và tháng 7 và tháng 10. Và trường thứ 3 đó là Học viện Phát triển Quản lý Singapore, gọi tắt là MBIS, được thành lập từ năm 1956 là tổ chức giáo dục chuyên nghiệp hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận lớn tại Singapore. Chương trình du lịch khách sạn bằng do trường đại học Sunderland và tiếng Anh thì có 5 cấp độ và chúng ta sẽ học 2 tháng trên một cấp độ. Cao đẳng về du lịch, lữ hành và khách sạn thì học trong vòng 7 tháng. Đại học Đại Cương về du lịch, lữ hành thì có 17 tháng học và 6 tháng mình sẽ làm đề tài thực tế. Cử nhân quản trị khách sạn và du lịch thì quốc tế thì chúng ta sẽ học trong vòng 9 tháng. Thì ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước trên thế giới, nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, mang lại thu nhập lớn cho nền kinh tế và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Năm 2012 thì hàng loạt tạp chí và tổ chức chuyên về du lịch quốc tế và khu vực đưa Việt Nam vào danh sách những điểm đến hấp dẫn đối với các du khách quốc tế. Trước đó, tạp chí du lịch trực tuyến hàng đầu châu Á Smart Travel Asia cũng công bố Hà Nội và Hội An là 2 trong 10 điểm đến hấp dẫn tại châu Á trong năm 2011. Và Việt Nam được gọi là vùng đất nghỉ dưỡng của cư dân thế giới và đón nhận hàng chục triệu lượt khách hàng năm. Và không ngừng tại đó, ngành du lịch đã và đang thực hiện những chiến lược dài để Việt Nam trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu. Trong đó quan trọng là đầu tư vào chất lượng nhân sự của ngành. Hàng loạt các khách sạn 5 sao, resort cao cấp của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới mọc lên không ngừng tại các thành phố lớn, càng chứng tỏ được nhân lực Việt Nam trong ngành du lịch khách sạn, nhà hàng cần phải được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp và chuyên sâu để có thể đáp ứng đủ yêu cầu làm việc tại các tập đoàn nước ngoài. Xin được cảm ơn các vị khách mời về những thông tin chia sẻ về ngành du lịch khách sạn tại đất nước Singapore. Và tin chắc rằng quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên sẽ có thêm những thông tin cho mình khi lựa chọn ngành học này tại đất nước Singapore. Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang du học. Singapore với nhiệt độ nóng ẩm quanh năm, bạn hãy để dành những chiếc áo len ở nhà và chỉ nên mang theo quần áo nhẹ hay trang phục mùa hè khi đến đây. Phần lớn ở khắp mọi nơi, bạn có thể ăn mặc thật đơn giản. Tuy nhiên, ở một số nhà hàng và câu lạc bộ, bạn sẽ được yêu cầu có trang phục chỉnh tề khi đến những nơi này. Bạn nhớ kiểm tra các yêu cầu về trang phục trước khi đến một nơi nào đó. Một số trường học có những yêu cầu tối thiểu về trang phục như không mặc quần đùi và mang dép vào giảng đường. Học sinh tại các trường phổ thông cơ sở và trung học phải mặc đồng phục. Các bộ đồng phục này thường được bán trước ngày khai giảng năm học. Nhiều khu vực trong nhà có trang bị máy lạnh nhằm làm dịu bớt cái nóng. Vì thế, nếu bạn phải ở bên trong các tòa nhà trong khoảng thời gian dài, bạn có thể sẽ cảm thấy khá lạnh và một chiếc áo ấm hay áo khoác sẽ rất phù hợp để bạn mang theo. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng chương trình Hành trang du học kỳ này đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực và bổ ích về du học tại đất nước Singapore. Đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.